Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của mình. Ở video này thì mình sẽ nói cho bạn một cái phần nữa nó sẽ làm tăng giá trị bài viết của bạn. Đó chính là cái việc trình bày nội dung có logic, có khoa học. Khi mà bạn viết content cho người khác thì bạn phải làm sao cho bài viết của bạn nó phải thể hiện được cái sự chuyên nghiệp ở trong đó bằng cái việc là trình bày nội dung và sắp xếp nội dung một cách có logic, có khoa học. Việc sắp xếp như vậy nó sẽ giúp cho người đọc dễ dàng tiếp thu thông tin, và thứ hai nó sẽ thể hiện được một cái sự chuyên nghiệp trong cái việc mà bạn trình bày nội dung đối với những cái bên đi thuê bạn. Và thứ ba, khi mà người ta nhìn vào một cái bài viết đó, chưa đọc thôi, nhưng mà người ta thấy được một cái bài viết đó có bố cụ thể nè, có hình ảnh, có khoảng cách dòng, có những cái đoạn rất là dễ nhận biết, thì nó sẽ làm gia tăng cái tính thẩm mỹ của bài viết. Từ đó cái cảm hứng của người đọc đó, nó sẽ được gia tăng lên rất là nhiều luôn. Ok, thì cái việc trình bày nội dung có logic, có khoa học nó chỉ giúp bạn thể hiện cái sự chuyên nghiệp và mang lại cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng mà thôi. Thì khi mà bạn thể hiện được sự chuyên nghiệp như vậy, những người đi thuê bạn họ sẽ đánh giá cao cái năng lực cũng như là cái tác phong trong cái lúc mà bạn làm việc cũng như là triển khai content. Thì từ đó cái việc mình deal được một cái giá nhuận bút cao nó sẽ rất là dễ dàng.